Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay là lễ thanh minh ông bà cô chú. Hôm nay bé Tiểu Huệ được nghỉ lễ 3 ngày nên Lan với Bảo Sinh đưa bé về quê nè. Do bé Huệ ở với bà nội không à, cho nên là mỗi lần Lan gặp bé Tiểu Huệ mà muốn quay video thì phải dạy bé lại từ đầu nè ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Rất nhiều ông bà cô chú anh chị phiền Lan là nên ở cạnh bé Tiểu Huệ chăm sóc cho bé. Người mẹ nào không muốn được gần con mình, nhưng Lan thì không có cơ hội đó đâu ông bà cô chú. Nói chung là mọi người một hoàn cảnh khác nhau, trên cuộc sống này không ai giống ai cả, đúng không ông bà cô chú? À, con chào ông bà cô chú. Lén cái sợ nẻ xì lại. Con chào ông bà cô chú. Chỗ này là ba bà. Rồi chơi chơi điện tận này nãy sao phải không? Nè, nị sư sẻ tài hải tử. Này bé được về quê á, bé nói vui lắm á ông bà cô chú. Bữa hôm á bà nội Tiểu Huệ không định về, nhưng Lan á dây vợ sinh lên rước bé về thì bà nội mới đi về theo. Nay bà nội Tiểu Huệ á với vợ sinh đi viếng mộ cho ông cố bà cố Tiểu Huệ rồi nè. Ở chỗ của Lan á thì không phải là một nghĩa địa đâu ông bà cô chú. Ở chỗ này là đất của nhà nước. Người trong làng mất á, người ta xem phong thủy, chỗ nào hợp thì người ta chôn. Không biết là ở những chỗ khác thì như thế nào. Còn quê chồng Lan á, lễ thanh minh là một cái lễ rất là lớn ở chỗ này. Ai cũng vậy, dù ở xa, ở gần đều phải đi về để viếng mộ. Có làng á thì tổ chức hát bội, có làng á thì chỉ đốt pháo với lại giấy tiền vàng bạc thôi. Ở đây á thì mỗi năm một lần mình đốt giấy tiền vàng bạc nè, rồi mình đốt pháo nè, mình đi viếng mộ ông bà cô chú. Thường thì mộ này gần mộ kia thì mình cũng đắp tiền vàng bạc lên mộ của người ở gần á. Hey, chơi chơi đi giờ hơi. Nãy nãy vui xin mà. Vui xin lại lấy chưa. Nãy nãy vui xin xót lại. Nãy nãy vui xin xót lại. Chào ông bà vô cái giờ bắt mình tăng hả chị? Bảo xin biết là bà nội lên viếng mộ ông nội thì bà nội sẽ buồn á ông bà cô chú, cho nên là Bảo xin á không có cho bà nội Tiểu Huệ lên đây, mà bà nội Tiểu Huệ thì dẫn lên dẫn xuống không chịu vô nấu ăn ăn cơm luôn á cả nhà. Tại vì Bảo xin biết là mẹ mà lên đây á đốt nhang xong đi về thì mẹ sẽ khóc rất là nhiều, cho nên là Lan và Bảo xin á chỉ một mình đi lên này thắp nhang cho ông nội Tiểu Huệ nè. Dạ hôm nay là cũng chia sẻ luôn lý do tại sao thời gian qua gia đình không ai lên thăm mộ của ông nội Tiểu Huệ. Nhưng trước tiên á thì đốt nhang cho ông nội Tiểu Huệ trước nha ông bà cô chú. Ở đây á mình đi viếng mộ, mỗi người sẽ mua một bông hoa. Cái cây hoa màu hồng đó là bữa hôm của cô cả đem qua đây cắm rồi. Này tới phiên Lan và Bụ Sinh, bông hoa màu đỏ. Tại sao mà phải chùm mộ của ông nội Tiểu Huệ lại á? Do là lúc ông nội Tiểu Huệ mất á, trời mưa 3 ngày 3 đêm và trời mưa rất là lớn. Gia đình á sợ mộ bị lở ông bà cô chú, cho nên là đắp miếng cao su lên. Do ông nội Tiểu Huệ á mất vì tai nạn.
cũng có thể nói là mất oan ông bà cô chú, cho nên không được chôn gần nhà và người nhà cũng không được lên thường xuyên. Ấy là con ở bãi mấy hả? Ở bãi lại là mấy giờ? Sao mà mệt quá mấy giờ khang hoa à? Ở bãi mấy đó đi rồi. À nát đi đi rồi. Hả? Quay qua quay lại á thì ông nội Tiếu Huệ mất cũng gần được một năm rồi. Tính ra thì thời gian trôi qua thật là nhanh. Đến những cái ngày lễ thanh minh như thế này nè thì mình mới cảm nhận được đúng là cuộc sống này rất là ngắn ngủi, nay còn mai mất. Trần gian này chỉ là một nơi ở tạm bợ của mình, có cố gắng cách mấy thì sau này cũng qua về với cát bụi. Hờn giận hơn thua, hận thù nhau để được gì? Khi nhắm mắt xuống rồi thì ai cũng như ai. Pháo. Một ngày đi viếng mộ ông nội Tiếu Huệ đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.